Vào buổi sáng ngày hôm nay, lạm phát ở Hoa Kỳ tăng bọt lên mức cao mới nhất trong 40 năm. Người tiêu dùng giá cả đang tăng lên là 6.8%. Tính ra từ hồi năm rồi tới ngay bây giờ đang tăng lên. Đây là ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người trên Hoa Kỳ. Tiền xăng, tiền nhà, tiền xăng. xe mới, xe cũ đều tăng hết. Và cả luôn bò, heo, cá, trứng đều tăng. Ít nhất là 1% trở lên. Thịt heo tăng lên là 2.2%. Ông Tổng thống Hoa Kỳ báo cho biết Ông biết mọi người trên Hoa Kỳ hiện tại ngay bây giờ cảm giác như thế nào. Trong lúc này, trên Hoa Kỳ, người ta phải bỏ tiền ra nhiều hơn mua những gì đang cần thiết và nhiều hơn hồi trước. Đó là như vậy trong lúc này. Theo suy si đoán, giá cả nó sẽ được giảm xuống một ngày rất là gần đây. Và trong lúc đó thì về kẹt hàng quá trên Hoa Kỳ được đâu ra đó trở lại. Ông Tổng thống Hoa Kỳ nói, nó không có giảm xuống nhanh như vậy, nhưng mà nó sẽ giảm xuống. Và đây về kế hoạch của ông Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra là xây dựng trở lợi cho tốt ở trên Hoa Kỳ sẽ làm cho giảm xuống về cái tiền coi trẻ em, cái tiền cho sức khỏe và cả luôn giảm xuống cho cái tiền mà mua thuốc. Và trong lúc này, cái đó còn lâu lắm mới xong. Đây là ông Senator ở bên West Virginia. Ông nói về cái chuyện giật giá đang tăng lên. Và ông nói làm sao Hoa Kỳ làm cho nó giảm xuống, chứ đừng để càng ngày càng cộng thêm nhiều nữa. Và ông Tổng thống Hoa Kỳ có cuộc hẹn qua tuần sau sẽ nói chuyện với ông ta, những người dân biểu thì họ đang tính toán về chuyện này. The Senate's top Republican blasting Democrats for quote more borrowing, more printing, more reckless spending. Và theo của ông sếp của đảng Cộng hòa, ông nói hiện tại chính quyền của ông Joe Biden cứ tiếp tục mượn tiền, rồi in tiền, rồi xài không có đúng chỗ đúng lúc. Inflation is out of control on the Democrats' watch và ông nói trong lúc này về cái chuyện lạm phát ở trên Hoa Kỳ không có kiểm soát được trong lúc đảng Dân Chủ đang nắm quyền. Đây là đối với ông Lewis này, thì đây là chuyện sự thật đang xảy ra. Ông ta là chủ của nhà hàng ở bên Washington. Và ông nói chắc chắn là chúng tôi sẽ có thể sống sót được trong cái ngắn và yeah, với tỷ như mà tiếp tục mà thời gian dài khoảng chừng 3 tháng à, hoặc là 6 tháng và sure predicting... yeah, hiện tại ngay bây giờ tòa bạch ốc chưa có biết được là cái chuyện lạm phát như vậy nó tăng lên tiếp tục nữa và yeah, bao lâu hay như thế nào và có lẽ là qua tới năm sau vẫn tiếp tục như vậy. Và theo của nhà chức trách họ nói, trong lúc này giá xăng của trên Hoa Kỳ đang giảm xuống khoảng chừng 20 triệu bang trên Hoa Kỳ. Và họ hy vọng là kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục, nó càng ngày càng tốt thêm. Trong lúc này, Hoa Kỳ đang kiếm cách để chạy thoát ra khỏi cái đại dịch Covid-19.